Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại TV. Và ngày hôm nay thì mình lại mang tới cho bạn một video sửa chữa nữa. Và như các bạn có thể thấy, đó là một con iPhone 11. Vậy thì con iPhone 11 ngày hôm nay thì nó bị gì thì hãy cùng theo dõi mình trong video lần này nhé. Và đây các bạn có thể thấy khi mà zoom kỹ vào thì trên phần sườn của con iPhone 11 nó có một cái vết xước, một vết lõm do va đập và kèm vào đó thì một vài vết xước nữa. Thì thông thường nếu như mà mình á thì mình sẽ để dùng luôn, tuy nhiên thì ở đây khách họ yêu cầu mình thay cho họ một cái phần sườn mới. Cho nên chính vì vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi anh kỹ thuật thay sườn cho con iPhone 11 nhé. Và đây sẽ là cái bộ phím bấm và đây sẽ là cái phần sườn của mình. Đó, khá là mới và vẫn đầy đủ những cái vị trí mà chúng ta sẽ lắp những cái linh kiện của con iPhone 11 vào. Và khi mà chúng ta so sánh hai cái phần sườn này với nhau thì nó hoàn toàn tương đồng và không có khác biệt gì nhiều. Rồi, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Và đầu tiên thì anh kỹ thuật sẽ tiến hành đó chính là test trước về cái khả năng nhận diện khuôn mặt cũng như là những cái tính năng khác. Và đây chúng ta sẽ thấy vào và wifi thì vẫn kết nối được. Ok, và tiếp tục thì anh kỹ thuật sẽ kiểm tra tiếp đó chính là phần Face ID. Rồi, đó Face ID thì anh ấy sẽ đặt lại luôn để chúng ta có thể test thử Face ID nhé. Test nào. Rồi. Ok, và như các bạn có thể thấy thì Face ID vẫn còn hoàn toàn bình thường, vẫn còn ngon, không sao cả, cho nên là chúng ta sẽ phải cẩn thận cái phần này. Rồi, về pin thì vẫn còn 100% luôn và cái công việc của chúng ta là chỉ thay sườn thôi. Và bây giờ thì anh kỹ thuật sẽ tiến hành test trước cái phần màn hình cảm ứng. Rồi, và màn hình cảm ứng của con iPhone 11 này cũng còn cực kỳ là ngon. Nói chung máy này á, máy của khách thì sẽ là máy zin. Tuy nhiên thì bị một tí thôi nhưng mà họ thích cái sự hoàn thiện á cho nên là họ yêu cầu thay. Tiếp tục đó chính là những cái phần siêu bảo vệ thì cũng sẽ được anh kỹ thuật tháo ra luôn và chúng ta sẽ cách ly pin. Tiếp tục đó chính là tới phần màn hình. Phần màn hình thì chúng ta chỉ lấy ra để bên ngoài thôi, chúng ta không có tháo cái linh kiện gì của nó ra cả. Tại vì đây mình chỉ thay sườn thôi cho nên tí có bao nhiêu mình sẽ lắp lại bấy nhiêu. Rồi, và những cái chân socket về phần màn hình thì cũng sẽ được tháo ra như thế này. Và các bạn phải đặc biệt cẩn thận với những cái cọng cáp của màn hình nhé. Cực kỳ là mỏng manh và cực kỳ là dễ đứt nếu như mà chúng ta mạnh tay. Rồi, và tiếp tục sẽ là cái phần cụm trên cũng sẽ được cách ly, bao gồm cả Face ID lẫn là cái camera trước luôn á. Và phần camera thì cũng đã được lấy ra rồi, camera sau. Tiếp tục sẽ là phần SIM. Và một cái điều khá là đặc biệt đó chính là cái ổ SIM trên con iPhone 11 á thì nó sẽ được làm rời và được bắt ốc vào, chứ nó không được hàn kín như là trên những cái đời iPhone khác. Đây, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái phần này. Đó, và cái khay SIM nó sẽ được tách ra như vậy. Đây, các bạn có thể thấy, lấy khay SIM ra nè. Đó, thì nó sẽ được làm riêng kiểu như thế này. Rồi ok, và sau khi mà đã lấy cái ổ SIM ra xong thì bây giờ sẽ tới phần main. Và đương nhiên thì phần main các bạn cũng phải cực kỳ là cẩn thận thì chúng ta mới có thể lấy ra được nhé. Rồi, xong, và đã lấy phần main ra xong. Và sau khi đã tháo được phần main xong thì bây giờ sẽ là phần cụm dưới. Thì anh kỹ thuật sẽ bắt đầu tháo những cái siêu để bảo vệ những cái socket ra. Và bên phải của chúng ta đây chính là phần loa ngoài của cái chiếc iPhone 11. Và anh kỹ thuật cũng sẽ tiến hành tháo nó ra luôn. Và tiếp tục sẽ là những cái con ốc cũng sẽ được tháo ra tiếp theo. Rồi, và bây giờ sẽ là phần lấy cái phần loa ra. Và các bạn có thể thấy, để ý nè, sẽ có một ít phần keo nó sẽ dính lại bên dưới. Đó, kiểu như vậy. Tại vì đây là một cái chiếc máy zin cho nên là sẽ có phần keo. Và sau khi đã tháo hết cái phần cụm dưới ra xong thì bây giờ sẽ tới chuyên mục đó chính là kéo pin. Và cái viên pin thì ra cũng khá là dễ dàng. Tại vì keo nó còn mới á, nó còn dẻo cho nên các bạn kéo nó sẽ không có bị đứt. Và cái công đoạn mà anh kỹ thuật đang tháo đó chính là cái phần những cái chân kết nối. Và ở đó thì chúng ta sẽ có cái chân sạc luôn. Đó, và nó sẽ được đi qua cái cọng cáp ở gần cái phần cảm ứng á. Ok, và đây sẽ là phần cáp được tháo ra. Và đây sẽ là cáp kết nối với cái phần sạc. Rồi, sẽ được tháo ra bên ngoài. Ok. Rồi, đó. Và đây sẽ là cái cụm cáp sạc của chúng ta.
Và sau khi đã tháo ra xong thì những cái miếng nẹp cũng sẽ được anh kỹ thuật tháo ra luôn. Thực sự ở trên iPhone đó, các bạn nhìn cách nó bố trí như vậy thôi, nhưng mà sẽ có rất là nhiều những cái linh kiện nhỏ, đặc biệt là tới những cái công đoạn cuối á thì sẽ có nẹp, rồi là những cái phần hấp để có thể kết nối những cái linh kiện lại với nhau. Cho nên cực kỳ là nhiều những cái linh kiện nhỏ bé, cho nên là phải rất là cẩn thận để chúng ta cũng không làm mất cũng như là đặt nhầm vị trí của những cái linh kiện này. Đây các bạn có thể thấy tháo nãy giờ rồi, phần dưới vẫn còn một cái kiểu như là cái socket của wifi á, cái cáp wifi á, cho nên cũng sẽ được tháo ra luôn. Đó, rất là nhiều những cái vị trí kết nối khác nhau và những cái sợi cáp thì rất là nhỏ, cho nên là các bạn sẽ phải cẩn thận về cái phần này. Và đa phần những cái phần cáp này thì sẽ được anh kỹ thuật dùng một ít nước rã keo, tại vì Apple họ sẽ cố định bằng keo. Và cái loại này á, tí nữa chúng ta vẫn sẽ dán lại được nhé các bạn. Cái loại này là keo chúng ta có thể tái chế được, có thể dùng lại được. Và đây sẽ là cái phần về những cái phím bấm, gạt rung các thứ, sẽ được anh kỹ thuật tháo ra luôn. Rồi, và đây các bạn có thể thấy cái phần phím bấm đã được anh kỹ thuật tháo ra xong. Ok, và tiếp tục sẽ là những cái ngàm. Rồi, và tiếp theo sẽ là một cái cổng cáp kết nối nữa cũng sẽ được lấy ra. Đa phần đây là những cái hub á, để kết nối những cái linh kiện lại với nhau. Và nó khá là nhiều, và đặc biệt là những cái nẹp ở bên hông nữa. Đó, và đây sẽ là cáp của cái phím nguồn. Đó, các bạn sẽ gỡ nó ra. Và cuối cùng sẽ là cái phần sạc không dây. Thì cái phần này sẽ là cái tháo ra cuối cùng, tại vì nó nằm tít ở bên dưới lận. Đó, và chúng ta sẽ tách ra như thế này nhá. Nhẹ nhàng thôi, phải cực kỳ là nhẹ nhàng. Tại vì cái phần sạc không dây này tí nữa chúng ta sẽ lắp sang một cái sườn mới và vẫn có thể sử dụng được. Rồi, và như vậy thì chúng ta đã tách ra luôn được cái phần sạc không dây này. Rồi, để sang một bên. Ok, và như vậy thì chúng ta đã hoàn thành cái việc lấy linh kiện ra xong, thì bây giờ chúng ta sẽ lắp lại. Và cái linh kiện đầu tiên mà anh kỹ thuật lắp vào đây chính là cái bộ phận gạt rung cũng như là những cái phím về tăng giảm âm lượng của chiếc iPhone 11. Rồi, và kế đó thì sẽ là đèn flash đi kèm với cái phần nút nguồn. Rồi, bắt những cái thanh ngàm này lại. Rồi ok, và đóng luôn cho nó cái seal luôn. Ok, và bây giờ sẽ là tới cái phần cáp, hình như mình nhớ không nhầm đây là cái phần sóng á, cáp sóng á. Và đây sẽ là cáp wifi. Đó, phải dán lại thật là kỹ càng. Và như lúc nãy mình có nói, đây là những cái phần keo có thể tái chế á, cho nên anh kỹ thuật chỉ cần vệ sinh sạch sẽ bề mặt của nó một tí là đã dán lại được rồi. Và tiếp tục sẽ xoay xuống bên dưới, thì hiện tại anh kỹ thuật đang bắt vào cái cụm sạc, cái ổ sạc đó. Ok, chúng ta sẽ bắt vào. Đó, bắt thật là kỹ vào xong thì rồi, bộ phận tiếp theo được anh kỹ thuật gắn vào sẽ là cái phần Taptic Engine. Và như các bạn để ý mà chúng ta nhìn những cái sản phẩm khác của Apple á, thì tới cái Taptic Engine của đời 11 này, 11 Pro Max thì nó đã nhỏ hơn nhiều rồi, nhưng mà cái công suất của nó mang lại thì vẫn là rất là tốt, và mình thấy cảm ứng khá là ngon. Đó, và tiếp tục sẽ là những cái bộ phận hấp sẽ được anh kỹ thuật gắn vào. Rất là nhiều những cái linh kiện nhỏ bé các bạn ạ, cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận nhé. Rồi, bây giờ sẽ là phần cụm loa. Và sau khi mà chúng ta đã cố định những cái linh kiện này xong á, thì tí nữa chúng ta sẽ kết nối những cái linh kiện này lại với nhau bằng cái hub ngay chỗ cái phần mà cổng sạc á, anh kỹ thuật cũng đã kết nối luôn rồi. Rồi, và tiếp tục sẽ là gỡ cái phần bảo vệ của cái sạc không dây. Rồi, và bây giờ anh kỹ thuật sẽ lắp luôn cả phần main vào. Đó, tại vì cái phần main nó sẽ nằm dưới những cái chân socket, cho nên là các bạn sẽ phải lấy những cái chân socket lên hết thì nó mới có thể là đè lên được. Và sau khi mà đặt main vào xong thì anh kỹ thuật cũng đặt luôn cả cái phần sạc không dây vào luôn, để chúng ta có thể kết nối những cái bộ phận này lại với nhau. Lúc tháo ra thì bạn có thể thấy thì nó khá là lâu, còn cái lúc lắp vào thì ok, nó sẽ nhanh hơn một tí tại vì đã biết những cái vị trí này rồi. Rồi, và ở bên dưới cái main một tí sẽ là cái phần ổ SIM. Và cái ổ SIM này như mình đã nói, nó là cái phần ổ SIM rời và sẽ được kết nối thông qua một cái socket được gắn ở trên main.
Rồi, ok, và những cái linh kiện này thì đã được sắp xếp lại với nhau xong. Và những cái phần cổng kết nối, những phần chân socket đó, thì sau khi kết nối xong á, phải kiểm tra lại thật là kỹ để đảm bảo rằng nó không có bị chệch đi cái phần ngàm, thì nó sẽ không có lên máy được. Rồi, và tiếp tục sẽ là cố định những cái linh kiện này lại với phần khung. Và đây sẽ là Face ID và cụm camera trước của mình. Rồi, đặt vào cho thật là cẩn thận nhé, gắn nó lại vào với nhau luôn. Ok, những cái phần chân socket như thế này chúng ta sẽ kết nối lại. Và đây sẽ là phần camera đôi ở trên iPhone 11. Đó, các bạn sẽ gắn lại kiểu như thế này. Và sau khi đã gắn hết những cái linh kiện này vào xong thì tới lượt những cái phần siêu cũng sẽ được bắt vào. Và các bạn sẽ để ý thấy ở trên phần thân của con iPhone 11 này nè, đều có chữ ký, và đây sẽ là chữ ký của khách, để đảm bảo rằng những cái linh kiện này nó sẽ không có bị khoán đổi với nhau. Đó, và bây giờ sẽ là lắp pin thì anh kỹ thuật cũng sẽ lắp vào xong rồi. Và tiếp tục sẽ là phần màn hình. Và đây sẽ là cái phần quan trọng nhất, sau khi gắn màn hình xong, kết nối lại nguồn và chúng ta sẽ mở máy lên test để thử là máy có ngon lành hay không và có đầy đủ lại những cái tính năng hay không. Và đầu tiên sẽ là test cảm ứng, tại vì khi mà chúng ta động vào máy á, cái mà dễ hỏng nhất là phần cảm ứng, cho nên làm gì làm xong phát là test luôn cả cảm ứng luôn. Và tiếp tục đây chính là những cái phần về độ sáng nè, phần đèn pin ở phía sau. Đó. Ok, và tiếp tục thì anh kỹ thuật cũng sẽ vào phần Face ID để chúng ta có thể kiểm tra cũng như là xem là Face ID còn hoạt động hay không, để biết tí nữa mà còn chỉnh. Thì do cái chiếc máy, cái màn hình á chưa được đặt vào chính xác, cho nên là các bạn sẽ thấy một cái vệt đen bên ngoài chứ không sao cả. Rồi, phần Wi-Fi thì vẫn lên ngon lành. Ok. Đó, và phần camera sẽ thử cả camera trước, camera sau và góc rộng. Ok, và như vậy thì mình vừa mang tới cho bạn một bài thay khung iPhone 11. Mặc dù cái phần khung này nó chỉ mới có trầy một tí xíu thôi, nhưng khách họ yêu cầu thay thì chúng ta vẫn thay cho họ. Và link về thay khung iPhone 11 thì mình cũng đã để đường link ở bên dưới phần miêu tả của video rồi. Thì các bạn có thể truy cập vào bên đó để các bạn có thể tham khảo mức giá cũng như là cái thời gian thay là bao lâu nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.